Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe Toyota Vios E số tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2022, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi. Tất cả là còn nguyên bản, rất là mới, rất là đẹp. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 465 triệu đồng, thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản, quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2022 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios E 2022 này các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Vios E 2022 màu vàng cát này các bạn nhé. Đã nhìn về cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe đều rất là đẹp, rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Nhìn từ những cái phần sườn bên phụ này đều rất là đẹp này, cụm đèn hậu rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Đây là cụm đèn hậu này, tất cả từ cụm đèn cho đến chữ này, logo này đều rất là đẹp luôn. Xe cũng đã được trang bị màn hình, camera lùi, cảm biến lùi, nói chung là option thì đầy đủ rồi các bạn nhé. Dàn lốp còn rất là dày luôn quý vị các bạn nhé, cả dàn lốp là còn rất là dày này. Đấy, dàn lốp rất dày. Cụm đèn pha các bạn thấy đây ạ, xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon, và đèn pha thì rất là mới này, chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Đấy, cụm đèn rất là mới luôn, đèn gầm đầy đủ hết cả rồi. Đấy, gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương đây, và cái dàn lốp bên này cũng vậy này, dàn lốp đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Cả một dàn lốp đều rất là mới, cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về cũng chỉ việc đổ xăng vào và chạy thôi, sang tên xong đổ xăng và chạy thôi các bạn nhé. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe Toyota Vios E 1.5 CVT tức là số tự động này, chỉ 5,74 lít cho 100 km quãng đường kết hợp, nếu trong đô thị là 7,53, nhưng nếu ngoài đô thị chúng ta chạy đường trường chưa đến 5 lít, chỉ 4,7 lít thôi các bạn nhé. Đấy, và toàn bộ về phần ngoại thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất này, từ keo chỉ cánh cửa này. Đây là cái táp bi cánh cửa trước bên lái các bạn nhé, rất là đẹp luôn, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô. Đấy, vô lăng cần số tay phanh đều rất đẹp, rất là mới như này. Những chiếc xe sản xuất năm 2022 thì mới lăn bánh được 2 năm thôi, cho nên là còn rất là đẹp các bạn nhé. Những phần nỉ trần này cũng chưa bọc này. Đấy, nỉ trần còn rất là mới này. Nội thất ghế da màu kem rất đẹp luôn, trải sàn da này, trải sàn 5D, lót sàn 5D đầy đủ hết cả rồi. Và đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2022, sản xuất tại Toyota Việt Nam này, Vĩnh Phúc này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Tất cả đều rất là đẹp và option thì rất là nhiều rồi các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Vô lăng thì bọc da rồi, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Và đây là cái táp bi cánh cửa phía sau bên lái các bạn nhé, thì keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Táp bi cánh cửa này rất là mới, nội thất bên trong đều đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Nỉ trần đều mới luôn. Đấy, tất cả đều rất là mới, rất là đẹp. Cốp sau, đây là cốp sau này, camera lùi này. Đấy, toàn bộ những keo chỉ của cốp sau này là cũng còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ cốp sau nguyên bản hết luôn các bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đây, chủ xe cũng rất là cẩn thận này, đã có lót cao su này, bên dưới là lót nỉ nguyên bản này, còn rất là mới này. Đấy, lốp sơ cua cũng còn mới luôn các bạn nhé, lốp sơ cua còn mới tinh luôn này.
chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, rất là đẹp. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Cánh cửa phía sau từ keo chỉ cánh cửa này, tắp bi cánh cửa này, đấy, ghế da này, nội thất ghế da này đều rất là đẹp này. Được, đơn giản nhất là từ cái bước vào cửa là chúng ta đã nhìn thấy được là chủ xe rất là cẩn thận rồi này. Dán chống xước bậc cửa này, lót sàn 5D này, đấy, từ những cái phần nỉ trần đều rất là mới này, ghế da đều rất là mới luôn. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Keo chỉ cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa còn nguyên hết này. Tắp bi cánh cửa rất đẹp luôn, từ tắp bi, tắp lô, vô lăng cần số tay phanh, đấy, đều mới như này đây các bạn này. Mới có hơn 6 vạn thôi, mới lăn bánh có hơn 6 vạn thôi, cho nên là tất cả còn rất là đẹp luôn thì các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios E 2022 này là một cái khối động cơ xăng đua VVTi với dung tích 1.5 lít kết hợp với hộp số CVT, hộp số tự động đấy các bạn nhé. Đấy, và tất cả là còn nguyên bản này, từ ốc chân máy này, đấy, ốc chân máy này còn nguyên hết này, cho đến ốc mặt máy này còn nguyên này và rất mới này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản luôn này. Đấy, và ốc cabo cũng còn nguyên bản này, keo chỉ cabo là còn nguyên bản này, keo chỉ cabo còn nguyên bản hết này. Đấy, keo chỉ nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Ốc cabo nguyên bản này. Đấy, tất cả là đều rất là mới. Chiếc xe này chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi các bạn thấy đấy ạ. Máy móc là rất là mới đây các bạn nhé. Không có điểm gì để chê ở một chiếc xe đời cao như thế này. Đấy, mới lăn bánh có hơn 2 năm thôi. 2 năm 2022 đến bây giờ là mới được 2 năm thôi các bạn nhé. Đấy, rất đẹp, tất cả các ốc còn zin hết này. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Vios E 2022 số tự động này các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2022 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong người bán, vạn người mua hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.